Chào mừng em đã quay trở lại với video mới của ngày hôm nay. Trên tay của mình là một cái chiếc action cam khá là quen thuộc, đó chính là SG Cam C100+. Video trước mình đã vừa giới thiệu và review cho anh em về cái chiếc action cam này. Một chiếc action cam nhỏ gọn, đa năng cũng như là có thể quay được 4K sắc nét ha. Một cái action cam rất là ngon ở trong cái phân khúc giá chưa tới 1,5 triệu ha anh em. Và ở video trước thì cũng có khá là nhiều anh em thích, nhưng mà anh em có một cái băn khoăn, đó chính là action cam này nó không có màn hình hiển thị như anh em thấy nè. Nó chỉ có một chiếc action cam như vậy thôi, không có màn hình hiển thị, cho nên chúng ta rất là khó khăn trong cái việc mà thao tác cũng như là sử dụng. Cho nên video này thì mình sẽ giúp anh em trong cái việc là chúng ta kết nối với cái ứng dụng trên smartphone để mà điều khiển cũng như là cài đặt những cái thông số ở trên cái chiếc C100+ này. Và không để anh em chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái bước setup đầu tiên để mà sử dụng đối với cái em camera hành trình là SG Cam C100+ ở đây ha. Và dành cho những anh em lần đầu tiên xem video này thì mình sẽ điểm qua một vài những cái thông số kỹ thuật của nó để cho anh em biết về cái chiếc action cam này ha. Đây là chiếc action cam của thương hiệu SG Cam ha, nó một dạng thiết kế hình ngón tay nhỏ gọn với cái chất lượng quay video lên tới là 4K 30 frame này, khả năng chống nước lên tới là 30m khi mà chúng ta sử dụng thêm những cái ốp lưng, chụp hình lên tới là 15MP và cái thời lượng pin của chiếc action cam này lên tới 1200 mAh, anh em có thể quay video đâu đó tầm khoảng là 110 phút. Đối với cái độ phân giải là Full HD ha, cái thông số cũng khá là ok đối với cái mức giá hiện tại của chiếc action cam này. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những setup đầu tiên để mà sử dụng ha. Trước tiên á, để mà điều khiển những cái chiếc action cam của SG Cam như là SG Cam C100 thì anh em sẽ tải một cái ứng dụng mang tên là SG Cam Zone ha anh em. Ở đây thì mình cũng đã tải sẵn rồi. Cái ký hiệu của cái phần mềm này nó sẽ có cái hình như vậy ha. Đó chính là SG Cam Zone ha. Anh em chỉ việc tải trên Play App Store, nó đã đều có sẵn hết rồi. Rồi và sau khi đã tải ứng dụng rồi thì anh em sẽ mở ứng dụng này lên. Rồi tạm thời chúng ta sẽ để cái điện thoại ở đây ha. Chúng ta quay lại với cái chiếc action cam của chúng ta. Trước khi sử dụng thì anh em lưu ý ha, anh em sẽ phải sạc đầy pin cho cái chiếc action cam này. Nó sẽ có một cái cổng sạc ở phía dưới này nè, anh em chỉ việc mở ra và sạc pin thôi. Và anh em cũng phải gắn cái thẻ nhớ vào ha. Anh em sẽ gắn cái thẻ nhớ vào để anh em có thể dễ dàng quay video cũng như là sử dụng đối với lại là cái chiếc action cam này ha. Anh em lưu ý cái điều đó nha. Và quay trở lại với cái chiếc action cam của chúng ta ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở nguồn lên. Đối với cái chiếc action cam này nó chỉ có một cái nút duy nhất thôi. Kim luôn nút nguồn này, nút bấm quay chụp cũng như là nút thao tác luôn ha. Thì để sử dụng anh em sẽ mở nguồn lên trước ha. Chúng ta sẽ nhấn giữ tầm 3 cho đến 5 giây. Để anh em thấy nè, do mình chưa gắn thẻ nhớ vào cho nên cái đèn đỏ, cái dải đèn của cái chiếc action cam này á, nó nhấp nháy màu đỏ liên tục và nó có rung nhẹ lên một xíu ha anh em. Anh em cầm trên tay anh em sẽ thấy là nó sẽ rung nhẹ, nó rung liên tục luôn á. Thì lúc này chúng ta sẽ tắt nguồn để mà gắn thẻ nhớ vào. Chúng ta sử dụng cái thẻ SD ha. Sau khi gắn vào rồi thì em sẽ mở nguồn lên lại ha. Ok, nó không còn nhấp nháy đỏ, nó không còn chớp nữa ha anh em. Và nó giữ một cái màu xanh như vậy, có nghĩa là chúng ta đã mở nguồn cái chiếc action cam này lên rồi ha anh em. Thì đối với những anh em mà muốn quay nhanh á thì anh em hoàn toàn có thể quay được rồi ha. Khi mà mở nguồn lên á thì anh em muốn cho nó quay luôn, anh sẽ việc nhấn một lần, nó sẽ rung nhẹ lên một cái và cái đèn xanh ở đây nó sẽ chớp tắt liên tục, có nghĩa là nó đang quay phim ha anh em. Đó, nó sẽ đang quay phim ha. Và khi mà anh em muốn cho nó dừng quay thì sẽ nhấn một lần nữa vào cái nút này. Đấy, cái đèn xanh này nó không còn có nhấp nháy nữa, có nghĩa là nó đã dừng quay video rồi, nó chỉ đang ở trong cái trạng thái là chờ mà thôi ha anh em. Và khi mà anh em chạy đến cái đoạn mà anh em muốn quay video thì anh chỉ việc nhấn một lần thôi là nó sẽ quay video. Và anh em nhấn một lần nữa là nó sẽ tắt. Thì mỗi cái thao tác như là bấm quay cũng như là tắt á, nó đều có rung nhẹ lên một xíu để cho nó báo hiệu chúng ta biết được là cái trạng thái hoạt động hiện tại của chiếc action cam này là như thế nào. Thật sự nó cũng khá là dễ thôi anh em à. Và quay trở lại thì chúng ta sẽ đến với cái phần là cài đặt để mà điều khiển thao tác với cái ứng dụng của nó. Và anh em đã tải cái ứng dụng SG Cam Zone rồi thì anh sẽ mở lên ha. Ok, và để mà kết nối thì chúng ta phải thực hiện cái thao tác trên cái chiếc action cam này. Anh em sẽ nhấn 2 lần liên tục vào cái nút thao tác ở trên cái chiếc C100 này ha. Nhấn 2 lần liên tục. Khi này đèn từ màu xanh dương nó sẽ chuyển sang cái màu xanh lá và nó nhấp nháy liên tục nè. Có nghĩa là nó đang phát cái tín hiệu wifi để chúng ta kết nối với ứng dụng ha. Sau đó anh em sẽ nhấn vào cái Connect to the Camera ở trên cái ứng dụng nè. Xác nhận.
nó sẽ chuyển đến cái phần wifi ha. Và anh em thấy nè, chúng ta sẽ có cái wifi của C100 cộng ở đây, em sẽ nhấn vào để cho nó kết nối. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã có thể kết nối với ứng dụng SD Cam Zone để điều khiển cái chiếc Action Cam này rồi ha anh em. Vậy chính là cái giao diện chính của ứng dụng SD Cam Zone để điều khiển kèm SD Cam C100 cộng này ha anh em. Một cái giao diện cũng khá là trực quan thôi. Ở đây chúng ta có thể xem được cái thời lượng pin còn lại của cái chiếc camera hành trình này nè. Tắt mở camera này, chế độ quay video này, cái chế độ để xem cái màn hình theo tỷ lệ dọc anh em. Đấy, anh em chuyển sang cái phần này thì nó sẽ cho chúng ta có thể dễ dàng xem theo cái tỷ lệ dọc thôi. Anh em có thể xoay cái điện thoại như vậy, nó sẽ cho chúng ta cái góc quay nó rộng hơn thôi chứ không gì ha. Rồi, trở lại thì anh em sẽ nhấn vào cái phần là video thì nó sẽ trở lại cái chế độ bình thường ha anh em. Ở đây chúng ta còn có thể quay được cái video lab nữa nè anh em, là cái chế độ time lab á. Đó, cũng có thêm một vài cái chế độ khá là hay để anh em sử dụng ha. Và car mode để anh em có thể kết nối với xe làm camera hành trình. Nhưng mà cái việc hỗ trợ của nó khá là hạn chế, cho nên mình không khuyến khích anh em sử dụng cái chiếc C100 này để làm camera hành trình xe ô tô ha. Phía dưới này nè, đây nó sẽ có ký hiệu của cái camera, nó sẽ chuyển qua thì nó sẽ chuyển đến cái phần chụp hình. Thì anh em có thể tùy chọn được cái độ phân giải để anh em có thể chụp hình á. Đây là 80 MP này, 10 MP, 12 và 15 MP. Tất nhiên rồi, anh em sẽ chọn 15 MP để cho nó hình ảnh nó được tốt nhất. Rồi, và quay trở lại với cái chế độ là quay video. Thì anh em sẽ tích vào cái dấu ba chấm ở góc phải màn hình ở đây. Đây, mình sẽ nhấn vào để chúng ta có thể tùy chọn được ha. Đầu tiên chính là cái độ phân giải nè. Ở đây chúng ta có thể tùy chọn cái độ phân giải là 4K 30 frame này, 2K 7 30 frame nè, một trong những cái độ phân giải đắt giá của cái chiếc C100 cộng này. Mở cái phiên bản cũ của nó là C100 không có, đó chính là Full HD 60fps và HD 120fps để anh em có thể slow motion ha. Nó sẽ khá là mượt mà, chỉ có ở cái chiếc C100 cộng có mà cái chiếc C100 trước đó không có ha anh em. Cho nên anh em lưu ý để có thể lựa chọn được cái chiếc Action Cam phù hợp ha. Và cái chiếc Action Cam này nó còn cho chúng ta tùy chỉnh rất là nhiều những cái thông số khác ngoài cái việc là cái độ phân giải không. Đây chúng ta có thể tùy chọn cái thu âm thông qua cái phần là audio này, EV là cái độ phơi sáng nè, white balance là cái cam bằng trắng này và cái màu sắc này, cũng như là cái độ khối của video. Và một trong những cái chế độ màu sắc mình khá là thích đó chính là cái white dynamic range. Anh em có thể bật on lên để mà anh em có thể quay được một cái video với màu sắc nó được đẹp hơn, nó được sắc nét hơn ha. Và ở dưới cái phần setup này thì có một vài cái tùy chọn cũng khá là đắt giá để anh em có thể sử dụng nè. Đầu tiên đó chính là cái fast record. Nó cũng tương tự như là cái việc chúng ta tùy chỉnh thông qua cái nút này thôi, nhưng mà ở đây khi mà anh em vừa mở nguồn lên ha, anh em không cần bấm gì hết thì nó lập tức nó quay video luôn. Thì anh em có thể tích vào cái phần là fast record để mà hỗ trợ cho anh em quay video nó được nhanh hơn, không cần phải mở nguồn rồi bấm để cho nó quay nữa, mà chỉ cần mở nguồn thôi là nó sẽ tự động nó quay luôn. Nó sẽ tiết kiệm thời gian cũng như là nó sẽ giúp cho anh em thao tác quay video nó được nhanh chóng cũng như là nó được tiện lợi hơn ha. Và cũng như một cái tính năng khá là hay đó chính là cái auto power off, có nghĩa là trong cái thời gian mà anh em tùy chọn á, mà anh em không quay video, không thao tác gì nữa thì nó sẽ tự động nó tắt nguồn để cho nó tiết kiệm pin ha. Anh em có thể tùy chọn ở đây là 3 phút, 5 phút hoặc là 10 phút, hoặc là anh em tắt luôn cũng được. Ở đây mình chọn là 3 phút anh em, tức là 3 phút mình không thao tác, không đụng chạm gì nó hết thì nó sẽ tự động tắt nguồn để tiết kiệm pin cho mình. Và cuối cùng là cái sequence, anh em có thể tùy chọn ở đây là 50Hz hoặc là 60Hz. 60Hz để anh em quay buổi sáng, còn anh em mà quay đêm á mà không muốn cái tình trạng là cái đèn đường hoặc là cái đèn trong nhà nó bị chớp tắt á, thì anh em có thể chọn sang cái 50Hz ha. Thì nó sẽ khử cái tình trạng là nó bị đèn nó bị nhấp nháy khó chịu, thì anh em có thể chọn sang là cái 50Hz. Và đó là những cái setup mà cái chiếc Action Cam SD Cam C100 cộng này nó hỗ trợ ha. Khá là nhiều những tính năng thì nó sẽ giúp cho anh em có thể quay được một cái video ngon lành cũng như là nhanh chóng để mà anh em có thể up lên mạng xã hội ha. Thật sự cũng khá là đầy đủ những tính năng. Ok, với như thường lệ thì sản phẩm này đang có sẵn hàng rồi, anh em có thể tích vào đường link dưới phần mô tả để có thể dễ dàng đặt mua nó ha. Và anh em có bất kỳ thắc mắc gì thì có thể là comment dưới phần bình luận nha. Xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của Linh Kiện Star nha. Bye bye.